Lên các bạn ơi! Lên luôn các bạn ơi! Cuối tuần rồi các bạn ơi! Hello, xin chào các bạn! Chào các bạn nhá! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! Hello các bạn nhá. Thỉnh thoảng làm tí cho nó vui. Ừ, cuộc sống quá. Cảm ơn Huy nhá. Chào bạn. Thôi, đi mẹ người ta đánh vào giá và ý thức dòng họ đấy. Không được đâu, không được đâu. Tựa như chiếc la ua. Anh phát biểu cảm nghĩ về việc anh Piu nghỉ stream. Piu nó có nghỉ stream đâu, khổ quá. Là bây giờ nó vẫn stream bình thường, nhưng mà nó stream ở trên YouTube. Và nó không còn phải làm hợp đồng Nemo nữa, cho nên nó không bị áp lực hàng tháng phải làm 60-70 tiếng gì nữa, các bạn hiểu không? Trời ơi, con mèo á, thôi. Nó say lắm rồi, nhiễu lắm rồi. Hôm nay vừa đi đầy tháng con mèo nhà hàng xóm xong, địt mẹ chắc là làm mấy ly và sao về địt mẹ mày nôn thốc nôn tháo. Đập phá đồ đạc trong nhà, bực vãi lồn ra. Nãy mình vừa chửi cho trận. Bây giờ nãy thấy đi ngủ rồi, chắc về vừa mới dậy, dậy uống nước rồi đi ngủ tiếp rồi. Mới sinh nhật xong lại đầy tháng hàng xóm lắm mèo luôn. Mỗi tầng nuôi một con. Mà một tầng bây giờ có 14 phòng. Thì các bạn xem, chưa kể có tầng nuôi hai con, có tầng lại còn nuôi cả chó cả mèo. Thế là loanh quanh thì mẹ mà cứ sinh nhật với cả đầy tháng, thế là hết tuần. Nhanh mẹ đài. Khoa. Kha. Que kha. Đây này. Omega. Đẹp vẽ luôn, chắc là các bạn vẫn nhớ cái ảnh ở trên bộ tổng PC Gaming. Bạn Kha bạn ấy vẽ xong rồi, bạn ấy có gửi tặng mình. Uầy, đẹp vãi đái luôn. Cảm ơn Kha rất là nhiều nhá. Cái phòng, cái nhà của mình hiện tại mình nhận được rất là nhiều quà của các bạn, nhất là những cái tranh vẽ, và thực sự là những cái tranh vẽ của Tùng Sói ấy. Mình thấy rất là vui và mình rất là trân trọng nó. Sắp tới có lẽ là mình sẽ đặt lên cái chỗ nào đấy ở trong phòng khách, hay là một chỗ nào đấy mà. Ủa các bạn nhìn này, bức ảnh cực kỳ có hồn luôn, cực kỳ đẹp luôn đấy. Cảm ơn Kha rất là nhiều nhá, cảm ơn em. Ngoài ra nữa thì cái đợt vừa rồi mà mình bở đặt áo Missy Gaming ấy, có cái phần ghi chú, có nhiều bạn có gửi rất là nhiều lời chúc ở trong đấy. Cũng cảm ơn các bạn luôn nhá, tại vì nhiều lời chúc quá nên là mình không thể trả lời hết tất cả các bạn, nên các bạn thông cảm giúp mình. Cảm ơn các bạn, các bạn rất là nhiều đã gửi quà, các bạn đã quan tâm đến gia đình mình, quan tâm đến Tùng Sói, quan tâm đến sức khỏe của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Sau này số lượng tranh vẽ các thứ nó mà nhiều quá thì mình sẽ có một cái phòng riêng để mình chuyên treo những đồ kỷ niệm. Như các bạn biết ấy, xung quanh mình, từ khi mà mình bắt đầu làm cái nghề này, từ khi mà bọn mình đi may mắn được đi thi đấu chuyên nghiệp, được vào sâu hơn, vào xa hơn, bay cao hơn, thì bọn mình được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn. Đồng nghĩa với đấy là những cái vật mà nó gọi là kỷ niệm đi theo. Mình có thể nhìn thấy là ngay đằng sau này có cúp này, có kỷ niệm chương này, có rất là nhiều mấy cái đeo ở cổ qua các sự kiện. Và sắp tới tất cả những cái này mình sẽ chuyển qua streaming house. Sẽ có một cái phòng để mọi người sinh hoạt chung ở đấy, thì sẽ treo những cái đồ này vào. Mình nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời. Đây là những gì mà tuổi trẻ bọn mình đã làm được. Sau này đến khi mà con cái nó lớn lên rồi, nó có thể nhìn thấy là khi còn trẻ, ông bà già nó đã làm được những gì cùng với những người bạn của ông bà già nó. Hi, thật là tuyệt. Cúp nè. Đấy, các bạn có thấy một cái cúp trắng ở đằng sau không? Đấy, cúp Gaming X đấy. Từ cái hồi mà Refund Gaming mới thành lập đến tận bây giờ. Cảm ơn anh Gió nhá. Chúc anh stream vui vẻ. Hôm nay anh hát trả nợ đi. Hôm trước được buổi stream muộn rồi đấy. À, hôm nay họng anh nó không được ổn cho lắm. Nếu mọi người biết là hôm qua vừa đi sinh nhật được Quang Cuốn, nó có uống hơi nhiều bia. Mà các bạn biết đấy, ở cái khu vực bên cái mạn bên Minh Khai có đi 6 các thứ ấy. Thằng Quang Cuốn là nó ở cùng chung cư với cả Chip bạn ạ. Là Hòa Bình Green City ấy, là khu vực ở Minh Khai đấy. Dân Minh Khai là uống bia buồn cười lắm. Đi bạn cốc bia nó cứ phải cho đá đầy đến ngọn, xong rồi nó chỉ đổ một tí bia thôi là nó đầy con mẹ nó hết cốc rồi, nó uống lạnh cổ vãi lồn.
Thế là bây giờ sức khỏe nó không ổn lắm, các bạn thông cảm. Để 1-2 hôm nữa thì phải mọi thứ nó dịu lại, xong mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Với cả các bạn phải để cho mình thời gian để mình học phụ đạo nữa chứ. Để sắp tới mình còn vừa nhảy, mình vừa biểu diễn theo một cách gọi là kiểu nghệ sĩ hẳn, chứ không phải kiểu nửa mùa ngồi trên ghế mà quẩy nữa. Nhìn nó buồn cười lắm, nhìn nó không được sang. Để sắp tới mình xem mình có cả vũ đạo và có cả trang phục cho các bạn luôn. Các bạn, tất cả những tiết mục nào nó hay thì các bạn phải đợi. Đừng có nôn nóng quá làm gì các bạn nhé. Khổ quá, thằng Piu nó có nghỉ stream đâu. Nó nghỉ bên Nemo rồi. Bên Nemo bên nó hết hợp đồng rồi. Thì nó quay lại nó stream bình thường. Nó thích thì nó stream thôi, bên YouTube thôi. Khổ vãi đái, công cứ hỏi giải nghệ. Công đi hỏi nó đi, công cứ vào kênh tôi hỏi làm cái gì. Mà nó đang ở Hà Nội đấy, để mai tôi gặp nó tôi sẽ quay một cái clip cho công là địt bại mày. Tôi hỏi thẳng nó luôn cho công là mày có giải nghệ không nhá. Xong rồi nó trả lời post lên cho công vừa lòng. Khổ quá, công cứ vào kênh tôi, công spam là Piu nó giải nghệ à. Địt mẹ, ngày nào cũng buồn ngủ, stream nghiêm túc đi, nhác vãi lồn. Uầy, bạn ơi, mình là con người, mình là con vật đéo đâu. Mình có phải địt mẹ mà con của thần như kiểu Karatot đâu. Mình có sức khỏe như Hedwig đâu. Mình có địt mẹ mình. Mình là con người, bạn địt mẹ. Làm nhiều quá thì mẹ mới sức khỏe nó phải đi xuống. Địt mẹ cái nghề này nó hãm lồn rồi đấy. Các bạn cứ thử làm như mình xem. Riêng cái việc ngồi nói khoảng 3 đến 4 tiếng rồi nó mất sức vãi lồn ra, nó lại còn làm trái giờ. Ui, nó vừa mệt nó lại vừa độc hại. Đi vậy các bạn ngồi xem thì ok, mệt thì cũng mệt, nhưng mà cái thằng mà ngồi nói này mới gọi là mệt này. Mệt kinh khủng luôn ấy. Đi bạn có hôm đói đến cái mức đi bạn mày mở cả mắt. Chính chắc là bùn rủi nước cả chân tay ấy, ra lấy bát cơm ăn xong đi ngủ. Đi bạn thấy cái nghề này nó mệt và nó bạc vãi lồn. Tiền thì nói thật với các bạn, tất cả nguồn tiền từ donate đến quảng cáo các thứ, từ tiền PayPal cho đến tiền Play Đua, rồi đến ủng hộ tôi, rồi là những hợp đồng quảng cáo, rồi là đi quay Linh Tinh Tinh, rồi quảng cáo game mobile, rồi là thường là stream trước 1 tiếng và khoảng 9 giờ sáng bắt đầu làm ấy. Để bạn tổng hết cả tháng được đâu 7.5-8 triệu. Để bạn ăn uống các thứ, để bạn chi phí điện nước, rồi là xăng xe, rồi là các thứ. Ui, khổ lắm, đúng là làm nghề này vì đam mê các bạn ạ. Các bạn đừng buông những lời lẽ cay nghiệt như thế, mình đọc mình thấy đau lòng lắm, đau lòng kinh khủng luôn. 7-8 triệu ông lại phét phải đổi, sao lại phét? Sao bạn không tin nhỉ? Thật. Cảm ơn Lợi Lê nhá. Anh đau lòng trông cũng phách vãi lồn. Ui thế à? Ừ anh xin lỗi nhá, cái này chắc là anh phải học lại thêm một khóa nữa rồi. 700 triệu cái đéo gì, các ông cứ đồn như thế, xong rồi sắp tới mẹ mày người ta cái nghề này bây giờ đang kiểu bị người ta coi là một cái nghề nó đấy nhàn vãi lồn mà kiếm ra nhiều tiền. Một phần trong đấy là cũng là do các ông ấy. Các ông cứ tung hô cái nghề này lên. Mà các ông có biết là cái nghề này nó bạc vẻ đái không? Khổ vẻ đái không? Rồi là sắp tới là cục thuế, cục thiếc là người ta sờ vào. Xong rồi lại truy thu thuế. Rồi là đồ trò. Tôi là một streamer nhỏ nhưng tháng được 40. Ông nói thế kêu 8 triệu xạo lồn vừa thôi. Vãi lồn, bạn lại đi so sánh bạn với mình làm cái gì? Các bạn xem mình có hợp đồng quảng cáo gì không? Mình có bây giờ mình có quảng cáo nữa đâu. Loanh quanh dựa vào tiền donate không à? Ngoài tiền donate tại đéo có một cái tiền gì hết. À tiền YouTube. Tiền YouTube tháng được tháng vừa rồi được 85 hay là 90 đô ấy, không nhớ lắm. Anh có làm vlog về cuộc sống ở streaming house không anh? Chắc là để mọi người trong team làm chứ anh làm cũng chẳng có cái gì. Hôm nay có vụ đâm đèn đỏ bị đâm 2 phát ấy. Thấy bà chú ấy mất rồi sao ấy? Là tại sao bây giờ người ta manh động thế nhở các bạn nhỉ? Manh động khủng khiếp luôn ấy. Ra đường động tí là chém giết nhau xong rồi. Anh thấy sao việc Richard và Risu ạ? Anh chịu. Anh bó tay. Anh chả biết gì về nó gọi là cái gì nhỉ? Battle Dit hay là cái đéo gì nhỉ? Không, anh không biết gì về cái đấy cả nên là anh không bình luận. Anh ở trên Cao Bằng bọn anh chỉ có hát then. Khi nào mà có then battle ấy thì anh sẽ bình luận về cái vấn đề đấy. Chứ còn mấy cái đấy thì anh chịu. Cảm ơn Lực, anh Đỗ ơi chuẩn bị cưới vợ rồi, truyền cho em kinh nghiệm với. Anh chả biết nói gì với em bây giờ, nhưng mà kinh nghiệm của bản thân anh ấy, đừng cứng quá, đừng mềm quá. Đừng để người ta đè đầu cưỡi cổ mình, và cũng đừng bao giờ đè đầu cưỡi cổ người ta. Thế anh đang nói là vợ mình ấy. Sau này cuộc sống của mỗi gia đình sau hôn nhân nó sẽ khác nhau, nên là anh khó thể đưa cho em lời khuyên chính xác lắm. Tuy nhiên là nếu như mà đã quyết định là ở một nhà với nhau rồi thì cái vấn đề nó không phải là yêu nhau đến đâu, yêu nhau như thế nào nữa, mà nó sẽ là cái vấn đề trách nhiệm với nhau và có chấp nhận được những cái khuyết điểm của nhau hay không. Ở được với nhau là một vấn đề khó lắm. Và em là con trai, em sẽ phải cân bằng giữa cái vấn đề em với vợ em
và em với mẹ em. Ờ, nếu như mà ở chung với nhau, địt mẹ mày, thằng con trai là cái thằng ở giữa nó khổ vãi lồn. Một bên là người đẻ ra mình, và một bên là người địt mẹ sẽ gắn bó mình hết cuộc đời này. Nó đặt lên bảng cân thì nó khó để có thể nói được là bên nào nặng, bên nào nhẹ. Và trong mỗi cái câu chuyện nó đều có người đúng, đều có người sai cả. Nhưng mà nói với người này thì lại mất lòng người kia. Ôi khó xử lắm em ạ. Địt mẹ mà cân bằng những cái đấy, cố lên em. Cảm ơn boy nhà giàu. Vợ em đang bầu bí, nhớ trước quên sau, tính tình khó chịu dễ cáu, ngày xưa anh xử lý như thế nào ạ? Chịu thôi, tại vì phụ nữ mang nặng đau ai thế mà, ai chẳng khó tính. Cái thời gian đấy mình phải chịu thôi, nhưng mà sau thời gian đấy là phải địt mẹ mọi thứ phải cân bằng lại nhá. Địt mẹ không mà để nó bắt đầu cửa trên dần dần là nó trên vãi lồn, nó nhổ nó bọt xuống em ạ. Nguy hiểm lắm. Ngoài stream ra anh ước được nghề gì khác không anh? Anh đã từng ước, anh có một cái cyber máy tính ấy. Xong sẽ có một cái quầy cà phê ở đấy, xong rồi là sẽ có một cái bàn, à sẽ có một cái phòng kính để anh stream ở đấy luôn. Anh đã từng ước như thế, nhưng mà cái điều ước của anh nó không thành hiện thực. Tại vì cái chi phí nó bỏ ra quá lớn, anh cũng không có kinh nghiệm nên anh không dám làm. Anh thích lắm. Dù là một cái quán net nhỏ nhỏ có khoảng 20-30 máy thôi cũng được, nhưng anh sẽ làm nó thật đẹp và thiết kế theo đúng kiểu của anh. Và nó sẽ là của anh. Để anh có thể có một cái shop nhỏ nhỏ để anh bày VC shop, xong có một shop nhỏ nhỏ để anh bày VC food, kiểu kiểu đấy. Xong rồi thỉnh thoảng anh em đến chơi, xong rồi ngồi nói chuyện, có một cái bàn đấy để ngồi uống nước, một cái ống thuốc lào ở đấy để bắn. Uầy, đi mẹ, nó lại vui vãi lồn, nhưng mà không. Nếu biết sau này mình có điều kiện hơn thì cái điều ước này nó có thành hiện thực hay không, nhưng mà hiện tại thì chưa làm được. Tư vấn tình cảm mà thôi, đi mẹ, đã bảo rồi. Tư vấn cái đéo gì thì bây giờ trên Facebook thiêu đéo hết mấy cái group để các ông post vào đấy để người ta tư vấn đâu. Từ VOZ cho đến tâm sự Adam, tâm sự Eva, rồi là không sợ chó, rồi là hội bỉm sữa, rồi là địp bại hội cạo lông cu, rồi là hội địp bại mà ngồi xổm trên quyền đất thiêu đéo cái hội. Các ông vào đấy các ông có cái vụ gì địp bại mà tư vấn tình cảm hay tư vấn về gia đình hay là địp bại mất phương hướng cuộc sống, các ông post lên trên đấy người ta comment nhiều vãi lồn ra. Các ông cứ quay ra các ông hỏi tôi đéo biết trả lời cái gì cả. Địp bại khổ vãi lồn ra. Tôi đã là một thằng địp bại mày sống ấy. Thiếu kinh nghiệm sống từ nhỏ rồi. Cảm ơn Hoàng Free nhá. Lương 6 triệu mới 22 tuổi, gia đình cũng không có điều kiện nhiều, lúc tự ti em bản thân mình lắm nên chả dám yêu ai. 22 tuổi là em trẻ vãi lồn, mà em đi làm lương 6 triệu một tháng, mà em tự ti về bản thân. Thế em muốn 22 tuổi em phải kiếm được bao nhiêu tiền? Em muốn em mới đi làm phải em phải kiếm được 20 triệu luôn à? Đi mẹ, cuộc sống cũng phải từ từ, giống như cái cách mà em lớn lên vậy. Em phải đi học mẫu giáo, em học cấp 1, em cấp 2 rồi đến cấp 3. Đi mẹ, em lĩnh hội kiến thức xong bắt đầu não em mới to lên, em mới biết nhiều thứ vậy luôn. Phải từ từ chứ. Đi mẹ, em cứ đùng cái công ra trường cái công tự ti bản thân tại vì công kiếm được ít tiền. Đi mẹ, thằng đéo nào cũng phải xuất phát từ đi mẹ con số 0 trở lên cả. Trừ thằng xe me ra. Ngày xưa các ông đều biết tôi đi đổ mực máy in, đi mẹ em tháng được 500.000. Làm thêm sinh viên. Mà tôi chả bao giờ tôi kêu cả. Đến buổi tối tôi đi chơi bạn bè, hay là tôi đi chơi. Ngày xưa sinh viên vui lắm, kiểu như là đi uống nước, trà đá, xong rồi thằng này lại hay dắt theo con này đi chẳng hạn. Móng tay này, đen xì, toàn mực máy in, đeo sao cả. Vui vậy đấy. Chả chưa giờ mình tự ti bản thân mình. À có. Đã có lúc mình tự ti về cái tên của mình. Đéo hiểu tại sao mình sinh ra tên là Độ, tại vì mình đéo thấy ai tên là Độ cả. Buồn cười nữa luôn. Tại sao bố mẹ mình lại đặt tên mình là Độ? Như lúc người ta hỏi tên gì kiểu xong mình bảo là mình tên là Độ, xong người ta cứ hả? Và mình tên là Độ, hả? Cái gì cơ? Địt con mẹ mình nghe kiểu cay vãi lồn đấy. Hỏi mình tên là Độ bạn ạ, xong lại cái gì? Độ á? Độ á? Địt con mẹ vãi lồn. Không nghe nó cứ kiểu thế đéo nào ấy. Cái quan trọng là mình đéo thấy ai tên Độ cả, địt mà. Nếu như mà cái tên này mà kiểu như bạn gặp nhiều ấy thì bạn thấy kiểu nó đỡ tủi thân hơn. Người ta bị lãng tai thôi, lãng đéo gì ông. Địt mẹ một lần đéo là tôi gọi điện đặt đồ cũng thế. Cứ bảo anh tên gì nhỉ? Anh tên Độ. Hả? Tên gì cơ anh? Địt mẹ Độ trong cá Độ ấy em. Bảo à vâng anh Độ à. Địt. Bà em tên Bơi, ông em tên Biện, nghe cứ sao sao rồi đúng không em? Biện Bơi. Em tên là gì? Biện Bơi. Mẹ mình. Có cái gì đâu. Nhà mình có nhiều người tên buồn cười lắm. Chẳng qua đây mình kể ra thì nó không hay đâu lắm. Cái tên tạo nên thương hiệu đấy anh.
thương hiệu đéo gì thì cứ thấy đéo nào. Ngày xưa mình thích tên là Tùng lắm nhá. Đây là lý do tại sao mình đặt tên thằng con mình là Tùng. Mình thích cái tên Tùng ở đấy luôn ấy. Cảm ơn Thanh Tâm nhá. À ừ rồi. Em tên Minh, cụ em tên Hạc. Từ đời mẹ em tên bình thường rồi. Đi bạn ngày xưa có mấy quả tên nghe buồn cười vẫn luôn. Thế nhà mình có nhiều người tên buồn cười lắm. Nhưng mà bây giờ mà kể ra Tết nhất hay là có lễ liếc gì về quê tát cho không trượt phát nào, sợ vãi luôn. Vừa gặp chuyện hãm lồn, anh cho em xin con lô mai đánh đánh luôn có 100 em ơi. Cảm ơn Minh chị nhá. Tên em hồi xưa đi thi không đụng hàng nào. Ừ, tên anh có đụng hàng nào đâu, toàn đô là đô, đéo thằng nào tên là độ cả. Đi mẹ tủi thân vãi luôn. Cảm ơn Trần Trung Hiếu nhá, dạo này nhiều người xiên, nhiều vụ xiên người vì lý do linh tinh lắm, anh cẩn thận nhá. Ừ, đi mẹ, tốt nhất là ngồi trong nhà. Ra đường bây giờ thấy cuộc sống nó bất an lắm luôn. Có hai cách, một là ngồi yên trong nhà và hai là đừng đọc báo nữa. Bây giờ công nghệ đi mẹ, khoa học nó phát triển, mọi người nó gần nhau hơn, đi mẹ chỉ có một cái lồn nhỏ vãi lồn nó đưa lên trên mạng nó biết hết rồi. Sợ vậy đây. Anh ơi, người yêu em nó rủ đi thang máy, anh giải thích cho em được không ạ? Anh chịu. Đi bài bài mới chưa nghe bao giờ. Chắc vào kiếm 200.000 em ạ. Em muốn làm game thủ nhưng bố mẹ không cho. Điệt mẹ. Không cho là đúng rồi ông. Tự nhiên đây ông ra không ạ? Bố mẹ, con không đi học nhưng con muốn làm game thủ. Đéo có bố mẹ nào chấp nhận cả. Từ từ thôi, đừng như thế. Ngày xưa mình đã từng hỏi mẹ mình. Cảm ơn Hoàng Free nhá. Cái câu chuyện này mình đã từng kể các bạn rồi, nhưng mà nó thật ngày xưa. Khi mà lần đầu tiên mẹ mình xem một cái clip trên mạng ấy. Hồi đấy mình chưa lập team Refund Gaming, chưa có một cái gì cả nhá. À, cảm ơn Linh nhá. Cái clip mà đợi con cặc ấy, không biết là các bạn đây còn nhớ không. Mẹ mình xem được clip đấy mà mẹ mình gọi điện ngay cho mình. Mẹ mới xem cái clip ở trên mạng, thấy con nói bậy, thực sự là mẹ rất thất vọng con. Mẹ không thể hiểu được là tại sao con lại nói như thế. Và con làm như thế để làm cái gì? 15 phút. Sau mình phải ngồi mình suy nghĩ lại là đi phải có nên theo nữa không, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình, đến cuộc sống của con mình và ảnh hưởng đến cả mẹ mình nữa. Thấy mẹ mình đang đi làm nhà nước mà mẹ mình còn nói thật với các bạn là cũng làm gọi là xếp sòng một tí. Đi mẹ biết lại có thằng con lên mạng đi mẹ mày suốt ngày ăn nói tục chửi bậy, mình cũng thấy đáng suy nghĩ vậy đài chứ. Cũng giải thích cho mẹ mình là cái công việc nó như thế. Bây giờ mẹ biết tính con rồi đấy, thì ngoài đời bạn bè kiểu vẫn bỗ bã nói chuyện nhau bình thường, nên là lên kiểu chơi game nhau trên mạng thì cũng thế thôi, nó cắt ra kiểu giải thích kiểu thế. Còn bây giờ thì mẹ mình chả nói gì nữa, mẹ mình hiểu rồi. Khổ lắm. Ngày xưa khi mà cái vụ đấy vừa xong ấy, sau đến ngày hôm sau mình gọi điện mình hỏi thằng Piu, bảo Piu ơi, mày cũng hay talk show, xong mày ngồi nói bậy rồi là các thứ, thế bố mẹ mày có biết không, bố mẹ mày nói gì? Thằng Piu nó bảo là không, bố mẹ tao biết nhưng mà tao cũng giải thích đây là công việc con là phải như vậy, bây giờ như thế về mình giải thích với mẹ mình như thế. Thời gian đầu thì tất nhiên là hơi khó để phụ huynh người ta chấp nhận rồi, tại vì chả ai muốn một con cái mình cái kiểu như thế cả. Cảm ơn bà Nam Exeter, mở bát vùng 1 được con chó tặng anh 10 cân lấy hên tháng này. Ui đi. Ui, nói chó. Công hôm trước có đọc báo cái vụ mà mấy con chó cắn chết đứa bé 7 tuổi không? Công có đọc cái vụ đấy không? Địt mẹ. Tôi nói đến tôi nói có cái gì đụng chạm không đừng dỗi nhá. Những cái ông yêu chó mà suốt ngày thì mẹ xưng hô mẹ mẹ con bố với cả con với cả mấy con chó ấy. Ừ. Đấy là vấn đề của ông, đéo liên quan. Ừ kệ mẹ, đéo sao cả. Nhưng mà ra đường ấy dọ hộ cái mõm một cái. Địt con mẹ mày bực vãi lồn ra nhiều lúc. Ví dụ tôi ở chung cư nhá, nhiều lúc đi thang máy tôi gặp địt bại con chó nó bé nó đấm rồi, tôi cũng chỉ muốn địt bại sút cho phát, địt bại với cái tội đéo dọ mõm. Địt bại con tôi vào thang máy thấy chó cái tôi phải bế lên thật cao luôn. Địt bại ý thức như lồn ấy, kể cả cầm theo cả cái dây xích nhá, địt bại đéo thể làm gì được luôn nếu như mà một khi nó điên lên rồi. Và địt bại con chó nó cắn nhanh vãi lồn, tập vẫn là xong. Địt bại cắn xong có địt bại robot lại được không, địt bại knock out có cứu được không, đéo luôn. Địt bại mình bực vãi lồn, chưa kể ra đường dắt mấy con chó, toàn mấy con chó ngoại pitbull pitbùng đéo gì, đi mẹ mày hàm cơ kiểu to đùng là con suốt ngày cho đi kéo lốp kéo lước là cho đi ăn thịt sống. Đi mẹ mày khác đéo gì mẹ mày có quái vật ở ngoài đường, một con mạnh thú á, ý tức chán vãi lồn. Xong rồi đến khi mà
cho đến khi mà mẹ nó bị làm sao hay là nó cắn người hay là như thế nào là bắt đầu ui mẹ suýt xoa con ơi con có làm sao không rồi là các thứ mẹ chịu. Ai mà đã sợ chó rồi thì mẹ bị ám ảnh vãi lồn luôn. Ai mà đã từng bị chó cắn thì ám ảnh lắm, ám ảnh vãi đái luôn ấy. Bạn mình nhá, không phải chính xác là vợ của bạn mình, bắp chân này này các bạn nhìn nhá, ví dụ bắp chân mình nhá, mất đi một mảng, mảng to vãi lồn này, phải lấy da mông lên về đắp vào. Và đến bây giờ nó không bao giờ, không bao giờ có thể lành lại được. Đi chơi, đi cái mùa hè mà nó mặc quần quần ngắn ấy, nó toàn phải lấy có một miếng băng về để nó băng chân vào. Mất mẹ hẳn như miếng thịt lòi cả cơ ra cơ mà. Nó bị chó cắn đấy. Mà may hôm đấy chồng thằng bạn mình nó ở nhà, nếu nó còn ra không chắc là đợt đấy cắn chết mẹ rồi. Sợ về đái luôn. Anh nghĩ sao về việc yêu một người đã có một con và một đời chồng, anh chả thấy làm sao cả. Cái quan trọng là bản thân em ấy, em có vượt qua được thì mẹ mày hàng xóm, em có vượt qua được thì mẹ mày xã hội, em có vượt qua được bạn bè, em có vượt qua được tất cả những cái lời củ lồn ở bên ngoài nói vào hay không. Nhưng mà anh khuyên một lời thật lòng này, cuộc sống của em tự em quyết định và em chỉ sống với bản thân em mà thôi. Nên là đừng quan tâm người ta nói gì cả. Vợ mình là người thích nuôi chó nên là mình đeo ra ý kiến gì. Mình nuôi, mình đúng chỉ nuôi trong nhà, ngày xưa còn con Tinh, bây giờ em đi gửi rồi, ngày xưa con Tinh của mình đéo giờ cho ra ngoài luôn. Chỉ có trong nhà. Và nếu như cho ra ngoài cho nó vào trong cái lồng, có một cái lồng để xách đi xách lại ấy. Cho nó lồng mang xuống dưới nhà để người ta đi cắt lông, cho người ta lại mang xả lại trong lồng với lên trên nhà mới dám thả ra. Nếu rồi dám cho ngoài sợ với luôn. Thì cái mình nuôi mình còn sợ người ta nói ấy. Giải nghệ đi làm việc có ích cho đời đi. Địt mẹ mày thế trước giờ nó làm việc đéo có ích cho đời à? Địt mẹ mày nói chuyện ngu vãi lồn thề. Địt mẹ mày câu ngồi xem địt mẹ mày quảng cáo, địt mẹ mày ngồi xem những cái game show nó đóng, địt mẹ mày có xem không? Xem thì cút.